What's up, xin chào tất cả các bạn. Mình là Sắc Ven và hôm nay là mình vừa mới chuyển sang một thành phố tên là Los Angeles. Thì mình chuyển ở đây tại vì chỗ cũ của mình không được to lắm. Đây là thành phố Los Angeles mấy bạn. Thì mình chỉ vừa chuyển đây có đồ đạc tùm lum tùm la, mấy cái kho hàng mình để tùm lum tùm la. Thì để mai mốt mình sửa lại đó. Mình chỉ có cái giường. Oh fuck. Chỉ có cái giường đây nè đó, âm cung về ra dưới á là mình có một cái máy tính dự phòng sẵn đó, đánh tùm lum tùm la. Thì hôm nay á là mình định đi thăm bạn cũ của mình tên là Franklin. Thì bạn ấy là một trong những người bạn cũ của mình cũng sống ở thành phố Los Angeles này luôn. Thì nghe nói là thằng Franklin này đó, nó từng ăn cướp xe, ăn cướp ngân hàng tùm lum. Mình không hiểu sao mình kết bạn đứa vậy, nó hơi kệ. Thì hôm nay thì nó nói là nó sẽ chờ mình ở một cái công viên hoặc hội chợ ở cái thác nước. Thì mình nghĩ mình sẽ đi để đồ đạc đây kệ, chắc không có gì đâu đúng không? Ok, đây là căn hộ của mình mới mua nên cũng được, mình cũng dự định là cho ai đó mời vô nhà đó. Ôi, nhiều người tùm lum tùm la ở đây quá. Hay bụng có xe nên mình định ăn cướp cái. Thì đây là GTA 5 mà phải không? Nên bye bye mấy bạn nha. Mình đi có xe rồi. Woo! Chơi xe này dữ thật. Oh yeah. Cũng có khá nhiều người đi bộ quanh quẩn ở đây. Đây dạng gì ạ? Ok, hello chú. Ok, hình như là Frankly nó ở đây nè, no driving during weekend. Ok, mình sẽ đậu xe đây mình vô. Đây đúng là hồi chợ. Mèo zombie kìa. Osaki nè, sao có nhiều người ở đây. Tantidm kia luôn. Trời ơi, hồi chợ này chắc khá nổi tiếng không á. Ủa, Exploding TNT kìa. What the fuck, má phải không? Coi đó cái gì. Nó chuyển anh này cái. Hello. Anh khỏe không? Saki nó chào mình chào. Trời ơi. Ok, tự nhiên chỗ này con má của mình coi. Ủa trời, Franklin, what the fuck, chú bị gì vậy? Sao máu me tùm lum vậy? Ôi trời, chú này còn sống không? Mà chú đau quá. Franklin, có chuyện gì vậy? Tớ bị bọn gangster tấn công bất ngờ từ đằng sau. Hừ. Ôi trời, cậu có sao không? Chắc tớ phải đưa đi tình viện trước. Nhưng mà không hiểu sao mình lại nói từ lo tớ sẽ trả thù cho cậu. Ok, cảm ơn cậu. Mình có quest nè, trả thù cho Franklin. Cảm ơn cậu. Hang ổ của chúng ở tòa nhà trước. Tòa nhà có chữ B-E-O-E. Ủa sao lại nói kiểu vậy? Một mình cậu đi mà không có vũ khí sẽ rất nguy hiểm. Đây, hãy lấy khẩu M9 trong chest bên cạnh tớ. Đừng lo, tớ bị thương nhẹ thôi. He, tớ mong tin tốt của cậu. Ok, vậy là mình phải đi trả thù cho Franklin. Trời ơi, Exploding TNT, chú làm gì vậy? Xa có chỗ người ta mất máu. Tôi không nghĩ chú bị thương nhẹ đâu. Máu tùm lum tùm la đây nè, tôi không nghĩ chú bị thương nhẹ gì đâu. Franklin nói là mình phải trả thù. Tòa nhà BOI kìa. Trước tòa nhà đó hình như. Hình như cái tòa nhà đằng kia phải không? Ok. Hình như. Ok. Ôi, mình sẽ đi trả thù cho Franklin. Ok, Franklin nó chết bên cạnh. Ôi, khẩu súng M9 dê đạn. Ôi trời đất ơi, mình cầm súng nó chạy. Ok, Franklin tôi mong là chú mua khẩu súng này hợp pháp để mình test thử coi. Test ai ta? Muốn test mấy người này đâu. Hình như là mình nghĩ mình phải đi ra to đúng không? Mình phải test thử. Phải thay đạn cái coi. Holy shit, mình thay đạn kìa. Chú muốn làm vật hy sinh không? Holy shit. Ok, mình giết. Chú này quăng ra tiền nữa. 20 đô. Ok. Ok, mình phải đi trả thù cho Franklin. Tòa nhà trước tòa BOE ở đằng kia đúng không? Ôi trời ơi, phải đi lắp bộ. Ok, xin nào. Đây là một khu căn hộ là AI gì đó. Để coi hình như trước tòa nhà đây có ai không? Không. Đây là gì? Hang ổ bí mật của gangster.
chắc bí mật quá. Ok, có thằng trong kia kìa. Ok, mình còn nhiều đạn, không sao không sao. Chuẩn bị chưa? Một, mấy bạn chuẩn bị chưa? Một, hai, ba, vô. Ôi trời, ao, nghe đánh mạnh á, chết đi. Ok, còn thằng nào nữa không? Ô, có thằng đây. Ôi trời 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 trời. Ok, thằng nào nữa? Ủa có thằng, no, ai, ai à, ai à? Ok. Chết đi. Ô, xong rồi. Kẻ thù cho Frankie nó hoàn tất. Ok, mình đã giết ba người khi mình vừa mới chuyển tới đây. Mình vừa giết ba người khi mình chuyển tới đây. Ok, chắc mình làm xong nhiệm vụ rồi, mình vừa giết người trong căn hộ này. Có ai nghe thấy không? Chắc không ai nghe thấy đâu, mình không sao hết. Ok, mình trả thù cho Frankie nè. Để mình quay lại cho coi Frankie như thế nào coi. Chắc là chú ấy sẽ vui lắm. Ok, Franklin, tôi biết bình tĩnh dần đúng không? Hello ha mấy chú, chú không khỏe như bình thường. Trời, Simi mà thấy máu này không biết sao nữa. Ok, Franklin có gì không? Cảm ơn cậu Sakven, cậu đã giúp tớ trả mối thù. Đừng lo, vết thương của tớ sẽ hồi phục lại trong 5 ngày. Tớ sẽ gặp cậu trong nhà mới sao? Ok, mình vừa giúp Franklin trả thù được rồi. Chú ấy có vẻ rất là vui. Không biết chứ, tôi có nên mang chú tới bệnh viện không nữa. Chắc chú tự lót được mà đúng không? Ok. Sao mọi người ở đây trông có vẻ bình thản khi có người có máu. Ok. Mong chú ổn nha Franklin, tôi sẽ đập chết cho chú. Đập xong chưa? Ok, chắc trong thời gian rảnh thì mình sẽ gặp chú đó trong 5 ngày sau nên trong lúc đó mình cứ test khẩu súng cái chú này mình test rồi. Có chú thằng này, chúa thằng này trong giống gangster chút á. Ok, mình nhắm được nữa. Chết đi. Này được nhiêu? Mình có 36 đô rồi. Không biết mình dùng tiền ở đây như thế nào nhỉ? Ai biết, chắc mai mốt Franklin sẽ giới thiệu cho mình xong mình nhầm lẫn quà ta. Có nốt đây nè. Chết đi. Ôi trời, no, anh. Cho em lục khẩu súng. Có thằng nào nữa không? Ê chú, trông chú đẹp á, ăn đạn không? Chết đi. Chết thật đây. Thay đạn ấy. Bình tĩnh, mình thay đạn. Chết đi. Thay đạn. Chết luôn đi. Ôi trời đất ơi. Mình giết nhiều người quá. Mình cũng sắp hết đạn rồi, mình cần 2 băng đạn rồi. Nếu mình lại xin coi chú ấy có sao. Cũng gì hả? Đánh lộn không? Đánh lộn được rồi. Ôi trời. Đánh lộn không? Thằng này đánh lộn kiểu gì vậy trời? Đánh lộn không? Ôi trời, sắp giết mình. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video mà series mới mình làm. Đây là một series mà mình định làm để mà diễn đó, gọi là roleplay, và mình sẽ roleplay theo chủ đề là GTA 5, ok? Thì mong các bạn là thích video này để ủng hộ cái series mà mình vừa mới nghĩ ra. Mình thấy series này khá là hay và mình rất là muốn làm tiếp. Nên vậy á, Michael chú có sao không? Tôi nghĩ tôi nên đưa chú vô bệnh viện. Vậy thôi. Nên đây là những giờ series mà có những gì mà có thể đề cập tới GTA, như là mà chú Franklin ở đây nè. Ok, và vậy thôi đó. Nên bye bye. Bắn khẩu súng vô mấy bạn nha. Hết đạn rồi. Sạch. Đây luôn. Biết cách nè. Rồi có skeleton đó. Tuyệt. Oh my god, sao mình lại ở đây? Pippa.